Hôm trước thì em Lê Hương có về một chiếc xe Kia Sportage với lớp sơn màu nâu đẹp. Thì ngay ngày hôm sau, một bác chủ ở bên Lạng Sơn, một bác chủ sở hữu một cửa hàng và một chuỗi các nhà nghỉ khách sạn rất là nổi tiếng luôn, đã đến và chốt full tiền chiếc xe Kia Sportage của em Hương rồi. Thì tiếp tục trong ngày hôm nay đây, em Hương lại về thêm được một mẫu xe Kia Sportage đời 2010, số tự động đẹp. Và em này là một chủ tư nhân từ mới nhé, máy số zin. Và em cam kết luôn là zin đẹp toàn xe luôn, với nước sơn màu đen đẹp. Các bác nhìn này, một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage bên em Hương nhập khẩu nguyên chiếc. Nhưng em này là bản limited, tức là phiên bản giới hạn các bác nhé. Em sẽ quay một vòng để các bác nhà mình cùng tham khảo này. Với lớp sơn màu đen đẹp, hệ thống phanh ABS chống bó bứng cứng cả 4 bánh này, một dàn la răng mới đẹp luôn, số máy zin, một chủ tư nhân từ mới bản limited, biển thủ đô Hà Nội 4 số này, một chiếc Kia Sportage bên em Hương đây ạ, nhập khẩu các bác nhé, nhập khẩu rồi, thân vỏ chắc chắn, máy số thì zin đẹp luôn, lớp sơn màu đen đẹp, form dáng gầm cao, form dáng 5 chỗ ngồi gầm cao, nhìn xe rất là trường và đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, xin nhan trên gương, một dàn lốp mới đẹp. Các bác thông cảm cho em, vì chiếc xe là vừa mới cập bến bên em Hương nên em sẽ quay luôn một video nóng tình trạng của xe như thế nào, em sẽ báo luôn như vậy nhá. Một chiếc xe bác chủ cũ quá là gìn giữ luôn, vì Hải Dương vừa mới mưa nên nó sẽ bắn lên một chút bụi bẩn, nhưng không thể nào là mất đi được cái vẻ đẹp của em nó này. Những bác nào đang quan tâm về chiếc xe Kia Sportage bên em Hương thì nhấc máy lên và alo cho Lê Hương có hotline 0354602790. Các bác nhìn này, cụm đèn pha thiết kế này, pha này, cốt này, đèn bi salon, đèn phá xương, đèn phá xương, đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ cho em Hương. Mặt ga lăng đặc trưng này của Kia đây ạ, các bác nhìn này, siêu xuất sắc luôn, form dáng rất là trường đẹp. Nước sơn thì màu đen đẹp rồi, một dàn lốp mới dày dặn cực kỳ luôn các bác nhé. Xin nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng cho em. Bộ la răng này, rất là xin lỗi vì hơi bẩn một chút, nhưng bẩn em cũng quay vì Hải Dương vừa mới mưa mà các bác ạ, vừa mới mưa. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, và gương kính em cũng cam kết liền đới theo xe cho mình. Gương kính liền đời theo xe nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mà sở hữu chiếc xe của em Hương này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa rồi. Cái đấy là điều tất nhiên rồi đúng không ạ? Đèn báo rẽ này, phần chống mỏi tay này là bằng da mềm. Gương kính thì auto tự động, móc khóa này, sáng choang luôn. Bước luôn vào bên trong này. Em này là với ghế lái là ghế chỉnh điện các bác nhá này. Ấn nhẹ một cái thôi là thụt lại. Đó. Ghế lái chỉnh điện, hỗ trợ cho em là đổ đèo, chống trơn trượt, đèn pha là auto luôn. Lên đây các bác, ôi, với một cái chiều cao như em Hương là 1m70 như em Hương như các bác nhìn này. Ngồi rất là thoải mái luôn, đầu em cũng thoải mái các bác nhá. Nếu như dèo xe gầm thấp thì em đầu em còn hơi chạm vào sàn cơ. Đây các bác nhìn, tổ hợp phím bấm, nghe gọi tích hợp trên vô lăng, có khẩu lệnh, có nghe gọi này, đầy đủ cho em luôn, điều hòa mát lạnh, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, start top, điều hòa auto. Em này có luôn cả sấy sưởi ghế các bác nhé, sấy sưởi ghế, ghế có điều hòa các bác ạ, ghế có điều hòa. Khi các bác bật nút xanh này thì ghế sẽ là làm mát này, nút đỏ này sẽ là làm ấm ghế này, tùy theo mùa của mình để mình có thể sử dụng ghế theo mục đích thích hợp của mình các bác nhé. Đề lỗ thông minh, phanh tay cần số đây các bác nhìn này, sáng choang, hộp đề đồ cá nhân. Nhiều bác sẽ thắc mắc là à phanh tay của em này đâu, thì em này dùng phanh tay là đây các bác nhé, giống như dòng xe mẹp, các bác chỉ cần dặn một nút vào đây thôi là khóa phanh lại, dặn ra một phát là mở phanh luôn, hỗ trợ chống trơn trượt, đổ đèo đầy đủ cho em rồi. Và điều đặc biệt em thích nhất ở chiếc xe Kia Sportage bản giới hạn này, phiên bản limited này là gì, cửa sổ toàn cảnh này, cửa sổ toàn cảnh luôn, hàng ghế đầu tiên có cửa sổ, hàng ghế thứ hai có cửa sổ đầy đủ cho em, nhấn nhẹ một nút thôi đề lỗ thông minh cho bác xem này. Đó, nhấn nhẹ một cái thôi là báo luôn. Máy là máy eco cho em các bác nhé, máy eco, và em này là máy xăng, máy eco và máy xăng. Ui, tận hưởng cái điều hòa mát lạnh đi ạ, rất là xuất sắc luôn. Máy eco thì siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, mặc dù em này là 2.0 nhưng là máy eco thì ăn chỉ tầm từ 8 đến 9 lít thôi. 5 chỗ ngồi gầm cao, đấy là em đang nói nó còn đi nhiều ấy, nếu là có đi không đến đâu. Sấy sưởi ghế có rồi, điều hòa ghế có luôn, cổng UAUX, iPod USB, tẩu thuốc, cổng sạc 12V, những cái đấy không cả đến. Vì một con xe cỏ của em Hương nó còn có nó là những cái này đúng không ạ? Các bác nhìn nào.
mở cửa trời ra, ấn một nút nhẹ nhàng thôi. Muốn lắng có lắng, muốn gió có gió. Các bác muốn mưa em cũng có cho mình mưa luôn. Ấn vào này. Công nghệ đây ạ, hội tụ công nghệ vào đây. Mà giá bao nhiêu? 466 triệu, chưa đến 500 triệu để sở hữu cho mình một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV. Phiên bản giới hạn cho em luôn nhá. Ghế da là ghế da zin rồi. Các bác nhìn ghế da zin nó sẽ khác ngay. Các bác nhìn này, dù 5 tháng thời gian đẳng cấp nó vẫn là mãi mãi này. Bệ chống mỏi tay bên trong cũng để cho em rất là nhiều đồ luôn. Hai cái này là để nước này. Cái đấy thì không tính đến rồi đúng không ạ? Cửa sổ toàn cảnh luôn. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay các bác nhé. Một chiếc xe hội tụ quá là nhiều công nghệ vào đây. Gương kính thì auto tự động rồi. Kia Sportage phiên bản giới hạn, bản limited của em Hương. 5 chỗ ngồi gầm cao, cửa sổ đây các bác. Nhìn cửa sổ trời em mê lắm luôn. Nhìn cửa sổ trời em rất là mê luôn. Những dòng xe nào mà có cửa sổ trời này. Trần lỉ nguyên zin sạch đẹp, phía dưới là thảm cao su lon. Sạch sẽ và thoáng đãng này. Ghế da zin luôn các bác nhé. Ghế da zin luôn. Ghế da quá là chất lượng này. Đây, cái này các bác có thể mở ra. Nó sẽ là một cái phần để nước như thế này này. Đấy các bác, tận hưởng cảm giác giống như là mình là cán bộ luôn. Cứ ngồi trên chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương. Quá là chất luôn. Xe còn giữ được nguyên những cái tăng mát từ cái này. Các bác nhìn này, chất chơi thế này cơ mà. Bác chủ quá là giữ xe luôn. Táp ly không phải nói đến nữa rồi. Sắc led đẹp căng luôn. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin. Sticker hay là móc khóa hay là giòn cửa đây. Các bác không cần phải nói nhiều về chất lượng của xe. Em sẽ cam kết cho mình rồi. Không đâm xô, không ngập nước, không phạt nguội, không tranh chấp giấy tờ. Phanh ABS cả bốn bánh cho em các bác nhé. Đây, dàn bẹ sạch đẹp một chút, nó hơi bụi một chút thôi. Hải Dương đang mưa mà, đang báo bão rồi nên hơi bụi bẩn một chút thôi. Phía sau xe được trang bị một mắt cảm biến, à bốn mắt cảm biến va chạm và cam lùi đầy đủ cho em. Khóa là khóa khiển này, mở này, mở khoang cốp này. Đó, cam lùi đầy đủ rồi. Mở khoang cốp này các bác nhìn nhẹ nhàng. Vì một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao nên là khoang hành lý cũng khá là lý tưởng này. Các bác có thể kéo cái rèm này ra nữa này. Kéo cái rèm này các bác có thể đè đồ lên đây được nữa. Nhưng mà không thì thôi các bỏ vào. Khoang hành lý của xe đây. Phía sau xe cũng trang bị một cổng sạc 12V. Đèn ở phía cốp này. Loa to bản này, âm thanh đi đều quanh xe. Các bác nghe đoạn nào cũng hay luôn. Điều đặc biệt mà em thích đây. Còn đây là khoang hành lý bên trong này. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp. Các bác nhìn cho em ạ. Lốp sơ cua sắc led đẹp như thế này. Dụng cụ này, sắc này, mới này. Gầm bệ sàn này, mình phải nói là siêu xuất sắc luôn. Khi mà một từ dùng từ siêu xuất sắc thì em phải quá là ưng ý các bác nhé. Từng con ốc nhỏ nhất đây, quá là đẳng cấp luôn. Máng nước hai bên, bấm tinh tán các bác nhìn này. Nếu như xe lỗi các bác đến kiểm tra xe lỗi, em cho các bác hoàn tiền lại ngay. Đền tiền 100% cho các bác nhà mình. Keo chỉ zin 4 cánh cửa đây ạ. Keo chỉ zin 4 cánh cửa. Limited phiên bản giới hạn của em là chiếc xe Kia Sportage đây. Form dáng quá xuất sắc luôn. Một dàn lốp mới này, Optimo này. Lốp này xịn xó không ạ? Dày bình bịch như thế này. Phanh này, la răng này, gầm bệ này. Từng con ốc nhỏ nhất em Hương cũng sẽ quay. Cửa sổ toàn cảnh, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Sấy sưởi kính, điều hòa ghế hai vùng. Sấy sưởi ghế theo mùa cho mình nhá. Sấy sưởi ghế là vào mùa đông này. Mút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Từng con ốc nhỏ nhất đây, các bác nhìn cho em này. Không hề bị vặn xoáy luôn. Gioăng cửa cột kèo này. Đấy, 4 quả loa to bản rồi lại còn thêm 2 loa chép. Phía sau khoang cốp cũng có một quả loa to đùng luôn. Nghe nhạc giải trí này. Keo chỉ zin cả 4 bánh luôn. À cả 4 cánh luôn. Táp lô đây các bác này. Táp lô này, điều hòa này. Bên trong xe này. Bản này nhá, bản này bao túi khí nào? 1, 2, 3, bản này ít nhất là 6-7 túi khí. Bản này, à 10 túi khí sao vậy? Bản này rất là nhiều túi khí luôn bạn. Em này bản limited, bản đặc biệt này là bản nhiều túi khí các bác nhé. Xin nhan trên gương này. Đăng ký đăng kiểm tháng 2, 2023. Hơn 5 nữa cơ, gần 5 nữa cơ. Một dàn lốp mới đẹp, dày bịch luôn. Đèn bi salon. Vừa rồi thì em Hương đã quay hết về ngoại thất, nội thất bên trong của chiếc xe Kia Sportage. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc để khách hàng nhà mình cùng xem bên trong em nó như thế nào nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Sportage phiên bản limited, phiên bản giới hạn của em Hương. Máy số zin, cánh cửa xe keo chỉ zin, nội thất ghế da zin, không đâm xô và không ngập nước các bác nhìn cho em này.
từng cái bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất ra như nào thì còn nguyên như vậy. Nước làm mát đây ạ, xanh lét là nẹt luôn, không phải là đổ nước vớ vẩn vào đâu. Những bác nào yêu xe nhìn phát là biết ngay. Từng con ốc nhỏ nhất này, cụm phanh ABS cho em đây. Khoang động cơ đây, máy móc đây các bác này, thanh ngang này, hay là khung rằng sắt xi, các bác nhìn kỹ này. Từ ốc mặt máy này, ốc chân máy các bác nhìn kỹ cho em. Chỉ cần bác nào chỉ cần biết một chút về xe thôi thì qua video của em Hương sẽ nhìn được ngay tình trạng xe có như thế nào. Ắc quy đây các bác ơi, 466 triệu cho chiếc xe Kia Sportage phiên bản giới hạn của em Hương. Keo chỉ các bác nhìn này, lắp cabo em quay luôn nhá, quay cận cảnh cho mình luôn. Hai bên tai đèn ụ giảm chấn giảm sóc, động cơ máy móc bên trong sạch đẹp nguyên zin luôn. Bên ngoài nội thất, ngoại thất thì hơi bẩn một chút vì giờ hải dương đang mưa. Đây các bác nhìn này, từ cái thảm chống nóng giảm nhiệt còn giữ được như thế này, nếu như mà xe chạy nhiều nó lát hết là rồi, không còn đâu ạ. Cao su này còn nguyên này, các cái lốt cắt này, các cái bấm đinh tán này còn tròn xe đẹp như thế này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe Kia Sportage được sản xuất vào năm 2010. Em này là nhập khẩu, số tự động đẹp, máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em đây. 5 chỗ ngồi gầm cao, phiên bản giới hạn, số tự động, máy xăng. Được chào bán với giá là 466 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao này của em Hương thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Cam kết xe một chủ tư nhân, zin đẹp toàn xe, không đâm xô, không ngập nước. Địa chỉ bên em 51 Thanh Xã, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng các bác sẽ đến xem xe và cảm nhận xe nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá vào lúc 11:30 các ngày trong tuần. Đừng quên ấn nút thích trang cho em để khi mà em update video lên, các bác đang quan tâm về mẫu xe nào thì mình có thể cân đối tài chính và ủng hộ em Hương nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.